Hi, xin chào tất cả mọi người. Nani? Nói được câu đó. Hi, xin chào tất cả mọi người. Em nhây mãi. Nói đi. Ok. Hi, xin chào tất cả mọi người và chào mừng đã quay trở lại với series Những Điều Khó Nói. Đây là một cái series Led và TV tạo ra để có thể cho các bạn gửi những cái confession, những cái câu chuyện rất là khó nói của các bạn, thậm chí không thể nói với người yêu. Và những cái câu chuyện đó nó cứ từ từ nó khiến cho mối quan hệ trở nên buồn bã, độc hại và thậm chí là chia tay. Và trong series này thì TV và Led sẽ cùng nói với nhau về những câu chuyện đó để giúp các bạn có thể có thêm được nhiều giải pháp hơn để có một tình yêu tuyệt vời hơn. Ok, và chúng ta sẽ đến với câu chuyện tuần này. Yeah, người yêu mình đôi khi nói chuyện hơi phũ với mình, kiểu thô mà thật. Như có một lần mình ở ngoài đường cả ngày nên về hơi có mùi. Anh ấy vừa ngửi thấy đã nói: "Em hôi quá, đi tắm đi." Là mình hơi buồn. Cái này đảm bảo yêu lâu. Thề luôn. Chỉ có mấy con mẹ mà yêu lâu mới vậy thôi, chứ không thể nào mà mới yêu mà vậy. Cảm giác của bạn này đi về mệt mỏi sau một ngày đúng không? Muốn người yêu hỏi là: "Hôm nay em có mệt không?" Xong cuối cùng nói ngạnh câu đó, nghe tức không? Thì anh đã nói rồi. Hay là chạy qua những trọng tư duy rất lén, không bao giờ vote chia tay. Còn nếu như mà cái bạn bên cạnh mình là một người bảo là chia tay thì đấy không phải tư duy, không phải là tư duy, ai đang cosplay tư duy. Ok, bắt lại vấn đề thì anh cảm giác đây là mối quan hệ như anh nói ngay từ đầu, và một khi đã quá lâu năm rồi thì đây là những câu chuyện rất là bình thường, nghĩa là chuyện đó dễ hiểu vì sao nó xảy ra, chứ nó không bình thường trong cảm xúc của người ta. Đúng rồi, tức là khi mà người ta yêu lâu, người ta không có bị rào cản với nhau đúng không? Người ta buộc miệng nói ra những cái mà người ta thật sự nghĩ. Và nghĩ là người kia sẽ không thấy buồn. Ê mà từ từ nha, khoan nha. Có vấn đề ở đây nè. Anh nghĩ là nếu như mà yêu lâu á thì chắc bạn nữ cũng đủ can đảm để nói cái câu là: "Ủa anh đừng có cục xúc nữa được không?" Kiểu kiểu vậy. Ý là nhiều khi là bạn nữ đang gặp một anh chàng mới yêu mà cục xúc gì thiệt, cho nên mới lẳng lặng viết confession như tụi mình. Bây giờ mình cứ giải quyết cái vấn đề về kia thôi. Chuyện yêu lâu gác qua. Nếu anh là anh nói câu đó với em sẽ nghĩ nè: "Hôm nay em hôi quá, đi tắm đi." Em thấy anh có vẻ kỳ thị em. Em cảm thấy tổn thương á. Nhưng mà để em nói thử nha: "Anh hôi quá à, anh đi tắm đi." Đẹp. Nó khác liền thấy không? Nó khác liền thấy không? Anh khác liền thấy không? Chắc là bạn nam này nói cái câu đó ra nhưng mà thái độ, cái thái độ, đúng cái, rồi, thái độ của bạn nam đó là hơi kỳ thị. Cái người nghe cảm thấy cực kỳ tổn thương luôn á. Và nhớ là con gái, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ngoại hình hay là những cái rồi, chính xác. Ví dụ cho em hồi xấu, em thôi hay là em nhiều lông, hay là những cái câu đó nó sẽ khiến con gái rất là tổn thương. Khi mà con gái người ta đang tự ti á thì người ta muốn cái người mà mình yêu thương nhất chấp nhận cái điều đó. Thì bạn nam này không chấp nhận đâu. Không, chấp nhận và thể hiện thái độ là muốn giúp người yêu thay đổi. Nhưng mà cái bạn nam này lại tạo ra một cái rào cản. Đó là né tránh. Không có nghĩa là trong lâu dài nếu như cái chuyện này nó xảy ra, nó sẽ khiến cho bạn nữ lúc nào cũng sẽ trong trạng thái đề phòng, không bao giờ mở lòng và thoải mái với bạn nam đi được. Bản thân anh nghĩ rằng là nó là cái tính. Có nhiều người vô duyên là trong trứng á em. Và họ nghĩ là điều đó rất bình thường. Đúng rồi, tại vì họ đã nói với rất nhiều người. Và bây giờ với một người yêu thân thiết thì có gì đâu mà không nói. Anh nghĩ điều đầu tiên thì cứ nói thẳng. Nói thẳng cho bạn nam kia biết là mình, cảm xúc của mình. Đúng rồi, chính xác. Em đã tốn một ngày mệt nhọc. Và bây giờ anh về, em biết chắc chắn là dù anh có không nói thì em cũng sẽ đi tắm thôi. Nhưng mà khi mà anh nói câu đó thì em bị tổn thương. Và mình nói với một cái thái độ rất là bình thường, chứ đừng có chọc chửi nha. Chứ còn kiểu mà em tổn thương khi em nghe câu đó. Bổ sung thêm một cái ý của anh, em biết là anh có ý tốt, nhưng mà cái cảm xúc của em khi mà nghe câu đó khiến em cảm thấy buồn. Khi mà em đi làm về mệt thì em muốn anh có thể hỏi han, quan tâm em. Cái ý này hay nè. Cái này không phải solution cho bạn gái, nhưng mà một cái gợi ý cho các bạn nam. Khi mà thấy người yêu mình có một cái điểm xấu gì đó bỗng nhiên có, ví dụ đột nhiên hôi quá, đột nhiên thấy nó cấu gắt quá, thì điều đầu tiên hãy suy nghĩ về cái lý do tại sao cô ấy trở nên như vậy. Hỏi một câu đơn giản thôi: "Ngày hôm nay em có việc gì buồn hả? Ngày hôm nay em có gì khó khăn hả? Hay là em có cảm xúc gì tiêu cực hay không?" Như là những cái câu đó đầu tiên mình hỏi trước đã. Đó, ví dụ như thấy bạn gái hôi vậy, điều đầu tiên phải hỏi là: "Ngày hôm nay em chạy ngoài đường mệt hả?" Kiểu vậy. Dặn dò vậy thôi. Dặn dò vậy thôi, nhưng mà duy trì điều này trong vòng 7-8 năm thì cũng hơi khó. Đôi lúc thì các bạn nam quên thì nhắc lại. Nhưng mà đừng có cái kiểu như này: "Em nhắc anh một lần rồi, lần hai, lần ba rồi, tại sao đến bây giờ anh vẫn vi phạm?" Thì thực ra thì dễ quên đúng, đúng không? Đúng rồi, khó lắm. Ý là khó mà duy trì, thậm chí là bây giờ mình nhớ đi, nhưng mà trong cái thời khắc đó tự nhiên nó không, cảm xúc nó dấy lên, thế là mình lại buộc miệng nó nói ra câu đó. Mà khi buộc miệng mình nói ra câu đó thì cần có một người nhắc nhở.
mình hiểu là bạn nam không phải cố ý và không phải ghét bỏ gì mình, mà là bạn nam chưa đủ khéo léo làm cho mình cảm thấy vui vẻ. Bây giờ mình trở về phía phụ nữ, mình sẽ làm mối chuyện mà gọi là khủng khiếp hơn, nghĩa là ai làm chuyện này là siêu giỏi luôn rồi. Khi mà bạn nam nói câu đó, mình nữ hỏi liền: hôm nay anh có chuyện gì bực hả? Ghê không? Tại vì hôm nay anh thấy em anh không nhẹ nhàng với em. Đỉnh không? Đỉnh vậy. Tại vì cái câu đó nó đụng chạm cái tôi con trai lắm. Thứ nhất á là gì? Thứ nhất là khi nghe câu đó là bất kỳ thằng con trai nào cũng kêu: wow, cô gái của mình đã quan tâm đến mình. Và sau đó là bắt đầu họ sẽ nhìn lại, chết mẹ rồi, thật ra là hôm nay mình không có gì cả, nhưng mà mình lại khiến cho cô gái của mình buồn và suy nghĩ về chuyện đó. Cái đó là quan trọng nha, đỉnh không? Mọi người đàn ông tinh tế sẽ tự biết thay đổi hành vi của mình sau khi làm điều sai trái. Để bữa nào áp dụng thử nghe, không được thì em sẽ lên review lại nghe. Anh cũng hay cục xúc lắm á, nhưng mà em biết là anh mà xong sau đó anh lại cun cút đi theo, năn nỉ em bỏ qua. Tốt nha. Nhiều lúc tao không hiểu là mình nên tiếp tục cái confession này. Mình nghĩ là hai đứa mình đã đưa cho bạn một cái giải pháp khá là ok. Chuyện này nó khá dễ dàng. Nó là một trong mấy chục điều mà hai bạn sẽ gặp phải trong tình yêu và phải vượt qua. Mà cái điều này nó tính ra là nó một điều nhỏ nhặt đó. Nó dễ đó. Thực ra khi nghe mình cũng biết là đây một cô gái rất là dễ bị tổn thương, ngấm ngầm nhịn cái đó. Nhưng mà trong thời gian dài nó không tốt chứ nhỉ? Đúng rồi, nó không tốt. Vậy cho nên là chúc các bạn sẽ sớm có một buổi nói chuyện thẳng thắn dễ thương của tay, hoặc là một cái trường hợp mới xảy ra mà sẽ áp dụng cách như TG vừa mới bày bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau.